Ngàn lòng cháu nội 2 tuổi cô Ngọc Béo ngờ ngát chơi trong đám tang không biết bà đã ra đi mãi mãi. Tối ngày 11 tháng 4, mạng xã hội đau buồn trước thông tin TikToker cô Ngọc Béo qua đời vì bệnh ung thư gan. Thông tin được fanpage chính thức của nữ TikToker đăng tải khiến không ít người bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của nữ TikToker. Người thân, bạn bè, người hâm mộ đồng loạt gửi lời chia buồn đến gia đình. Mới đây trên fanpage chính thức của nữ tiktoker tiếp tục chia sẻ đoạn video ngắn về cháu nội 2 tuổi của cô Ngọc Béo. ngây thơ chơi đùa trong đám tang mà không biết bà nội đã ra đi mãi mãi khiến ai cũng thường xót. Đi kèm đoạn video là dòng trạng thái khiến netizen phải chạnh lòng trước sự vô tư của cô bé. Bà nội ơi, con chỉ mới là đứa trẻ lên hai, hôm nay con vẫn tươi cười, vẫn vui đùa những ngày còn nội. Không biết sau này khi con lớn con gọi ai là nội bây giờ nội ơi. Cô Ngọc Béo tên đầy đủ là Tạ Thị Ngọc, 41 tuổi, là một TikToker được nhiều người biết đến với những video hàng ngày chuyên về ẩm thực ăn uống với hơn 182.000 người theo dõi. Được biết, tang lễ của nữ TikToker được tổ chức tại quê nhà và sẽ được cập nhật trực tiếp trên trang fanpage cho đông đảo người thân bạn bè cũng như người hâm mộ của cô tiện theo dõi.